Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều có nắng, còn với Tây Nguyên Nam Bộ thì chiều tối sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Áp lạnh lục địa di chuyển ra phía đông và suy yếu nên Bắc Bộ sẽ tiếp tục rét về đêm và sáng, sáng sớm thì có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, còn trong ngày thì trời sẽ chủ đạo là nhiều mây, gió nhẹ, trưa chiều có nắng. Nhiệt độ ngày mai cao nhất tại thủ đô Hà Nội cũng như hầu khắp những thành phố khác ở miền Bắc phổ biến trong khoảng từ 26 cho tới 29 độ. Một vài nơi ở phía Tây Bắc Bộ thì có nơi nhiệt độ còn cao hơn. Lui xuống khu vực Trung Bộ thì đêm nay và ngày mai thời tiết sẽ phân hóa rõ rệt từ Bắc trở vào tới Nam. Ở các tỉnh thành phía Bắc Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế, sáng sớm sẽ có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều thì có nắng với mức nhiệt cao nhất dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh còn lại từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận sẽ có mây, nắng sớm với nền nhiệt phổ biến trong khoảng từ 28 đến 32 độ. Lưu ý là về chiều sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì ngày mai trời nhiều mây, có nắng sớm. Về chiều tối và đêm thì ở cả hai khu vực này sẽ có mưa rào và dông vài nơi với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 cho tới 30mm. Quý vị cũng cần phải đề phòng với tình trạng ngập úng cục bộ. Nhiệt độ trong ngày mai ở các tỉnh thành Pleiku, Gia Lai, Buôn Ma Thuật phổ biến trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác của Nam Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ và có nơi còn cao hơn. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, vùng biển quần đảo Hoàng Sa thời tiết tốt, tầm nhìn xa trên 10 km. Trái lại vùng biển quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, sau giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Và như thường lệ của bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.